Chào mừng cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu giới thiệu cho các anh chị mẫu máy khoan đầu 13 ly, motor từ không chỗ thang luôn nha các anh chị, motor đồng 100% luôn để anh em sử dụng tuyệt vời luôn, bắn tôn khoan thoải mái luôn này. Đây, cái dòng đợt trước mà Minh Châu giới thiệu là thương hiệu Deadmark này, nhưng mà là chân pin khác, hôm nay là chân pin phổ thông luôn. Bây giờ nói chung nói chân pin thì nói cho vui về thôi, để anh em sử dụng mình thích kiểu gì thì mình xài kiểu đó. Chứ còn chân pin nào bây giờ nó cũng là thông dụng rất là nhiều trên thị trường, không thiếu một cái gì của bán chị ạ. Nhưng cái gì mà tại cửa hàng Minh Châu bán, cô bán chị thiếu bất cứ phụ kiện gì cứ alo Minh Châu, không có em sẽ thu hồi máy về trả tiền lại như gốc như cũ cho cô bán chị. Đó, tuyệt vời chưa, Minh Châu nói là có nha. Đây, con máy này là ba chức năng mọi người, có thể khoan tường, bắn vít, khoan sắt và có cấp trượt luôn. 20 cấp trượt. Đây, cái cấp trượt này á, nhiều anh em mới xài như xài gia đình á, mình không biết là nó là có nhiệm vụ của nó là làm cái gì, công năng của nó như thế nào. Nhưng mà ở đây thì cái cấp trượt này, đây, nó thí dụ như cô bán chỉ bằng cái nhựa mềm thì mình có thể đây theo cái mũi tên ở đây ra nhé. Mình chỉnh ở số 1 đi. Là cô bán chỉ khi mà vặn cái con ốc vô này. Đây, cái bên trên này là qua cái chỗ mũi vít nhá. Qua mũi vít. Chỉnh ở cái chức năng cấp trượt là số 1 đi, thì khi cô bán chỉ vặn ở cái nhựa đúng không, là nó sẽ tới đó. Tới nó sẽ không chạy nữa, để nó trượt cái đầu đi, không phá cái đít ốc và không phá cái lỗ ren ốc, không phá gai ốc luôn, rất là ok ở cấp trượt. Nếu mà cô bán chỉ vặn ở nhôm thì mình có thể tăng lên một tí, tùy theo nhôm dày hay gỗ mình có thể tăng lên đó. Bình thường những cái gỗ mềm mà cô bán chỉ vặn ở cái chế độ khoan này này đó, là nó siết lúng cái con ốc vô luôn. Nhưng ở đây thì không, mình xài ở cái chỗ vít này, khi quán chỉ siết vừa tới nó sẽ dừng lại, không lúng ốc vào và không phá gai ốc. Đó là cái cấp trượt này nó hay như vậy. Đây, rồi còn có chức năng khoan tường. Khoan tường thì khi mà quán chỉ khoan tường này, đây nhá, mình khoan tường thì khi mà dí mũi khoan vô nó sẽ ghim đầu vô này. Đó, nó có búa. Đó, quán chỉ nghe tiếng búa không? Búa nó dùng để làm cho mình khoan tường nhanh hơn, đi qua bê tông nhanh hơn nhé. Đó, chức năng bê tông có hai cấp độ này. Đó, nhanh và chậm ở hai cấp độ. Thì ở đây nó để là bao nhiêu đây, cô bán chỉ có thể sở hữu một con máy như vậy tại cửa hàng Máy Xây Dựng Minh Châu chỉ với giá là 1.450.000 và được bảo hành 12 tháng cho cô bán chỉ yên tâm sử dụng luôn. Pin là bảo hành 6 tháng để mọi người sử dụng nha, tuyệt vời chưa. Đó, đầu là đầu bằng kim loại luôn này. Rồi bây giờ Minh Châu sẽ đi test cho cô bán chị tham khảo về cái khả năng làm việc của con máy nhé. Đây, bây giờ Minh Châu sẽ bắn cái đinh gỗ rất là dài nhé, rất là nhẹ nhàng luôn. Đây, nó có thể đó, rút xuống dưới sâu luôn này, mở ra này. Gỗ thì rất là cứng nha. Cực kỳ nhẹ nhàng luôn, anh em có thể bắn tôn. Rồi bây giờ Minh Châu sẽ khoan thử để mọi người tham khảo này. Rất là mạnh nha, dòng này bây giờ nó về nó cải tiến cực kỳ mạnh luôn. Đó, không có ngắt mạch luôn nha, đóng hết mùi khoan luôn này. Đó, cái mùi khoan rất là sâu nha, mình đẩy lúc đóng như vậy mà không có cái nào bị ngắt mạch hết nha, mạch pin rất là ok luôn. Đó, một con máy khoan mạch cực khỏe luôn các bạn chị ạ. Motor từ mà rút cái gỗ cực sâu, các bạn chị thấy cái mùi không, rút rất là sâu và bắn tôn thì cái con ốc cũng rất là dài luôn mà bắn cực khỏe nhá, không ngắt mạch.
Để đảm bảo về cái chất lượng này thì công ty bảo hành 12 tháng, pin được bảo hành 6 tháng cho quán chị yên tâm sử dụng luôn. Đó, một máy như vậy tại cửa hàng máy xịn Minh Châu, hai pin một sạc ở trong một cái hộp như vậy nha. Quán chị mua về là có đầy đủ nguyên bộ ở trên bàn mà Minh Châu đang để đây. Chỉ với giá là 1.450.000 cho cô bán chị sở hữu một sản phẩm như vậy. Tuyệt vời luôn cô bán chị ạ. Rồi cô bán chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy xịn Minh Châu nhé. Hoặc cô bán chị có thể gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Và cô bán chị nhớ nhấn đăng ký kênh để xem những video tiếp theo mà cửa hàng máy xịn Minh Châu lên. Phù hợp dòng nào thì mình ủng hộ Minh Châu nhé. Rồi video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây.